Xin chào cả nhà, hiện tại là mình đang gần tới sân bóng rồi. Đây, sân bóng là nằm bên cạnh sông luôn. Chiều trời cũng đã mát mát rồi. Cỏ xanh nước luôn. Trước là thấy cắt họ cắt, bây giờ nó còn một loại cỏ non nè. Con đâu rồi?